Giới thiệu ngày hội Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 2 tháng 6 năm 2014 tới đây, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức ngày hội Internet tại Ủy ban Nhân dân xã. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ. Đến với ngày hội, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí, tìm kiếm các thông tin thiết thực cho hoạt động sản xuất cũng như các thông tin cập nhật về tình hình thời sự, văn hóa trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Bên cạnh đó sẽ có các chương trình biểu diễn văn nghệ và trò chơi về máy tính và Internet với phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất phải kể đến Internet. Với những ưu thế vượt trội, Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực trong đời sống. Đối với bà con nông dân, việc sử dụng Internet sẽ giúp cho bà con tiếp cận kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, trong đó có rất nhiều thông tin hữu ích cho hoạt động sản xuất nông nghiệp thông qua mạng Internet.